Xin chào các bạn, tôi là Linh Vi, là nữ hoàng đất sét. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm que kem. Trong mùa hè nóng bức này thì chúng ta có cái cây kem thì rất là tuyệt vời đúng không ạ? Yeah, thơm quá. Và để làm cái que kem này chúng ta cần có các nguyên liệu như sau. Đó là màu vàng, xanh dương, màu trắng, màu đen. Đặc biệt là chúng ta phải có que kem. Đó. Xong là chúng ta có một cái dụng cụ, đó là cây bút. Cây bút này là cây bút này hình con dao này, các bạn nhìn này. Con dao này rất đơn giản nhưng nó lại giúp cho chúng ta rất là tiện lợi trong việc tạo hình đất sét này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ cần có đất sét màu trắng này các bạn này. Nó là chủ đạo đấy. Đây, để chúng ta nặn cái phần kem này các bạn nhé. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ phải nhào lên. Bài học đầu tiên rất là quen thuộc, đó là nhào lên cho nó mịn, độ mịn. Sau đó chúng ta sẽ vo tròn, hay là còn gọi là xoay tròn. Đó, hay là còn gọi là lăn tròn. Miễn sao các bạn sẽ làm nó ra là thật tròn nhé. Thì hai cái tay của chúng ta này sẽ ốp lại với nhau và tạo một cái lực ấn với nhau để cho cái đất sét này kết dính lại với nhau. Đó, chúng ta sẽ xoay thật tròn. Chỗ nào mà không tròn các bạn sẽ xoay lại như vậy. Các bạn xoay. Đó, cứ xoay thật thật nhiều để cho nó thật tròn, làm sao cho nó mịn chứ không có gì đâu các bạn. Xong xuôi rồi chúng ta sẽ lăn dài. Lăn dài ha. Rồi. Đó, như vậy xong chúng ta sẽ bẹt xuống nha. Chúng ta sẽ bẹt hai tay này chúng ta xuống. Rồi. Đó, đây là phần thân của cái kem này các bạn. Xong xuôi rồi chúng ta sẽ cần đến con dao này. Chúng ta sẽ lấy phần nhọn này, chúng ta sẽ tạo một cái lỗ nhỏ ở đây này. Đó. Xong xuôi rồi chúng ta sẽ lấy một cái đầu que kem, chúng ta sẽ ấn vào. Ấn chặt vào. Rồi. Xong xuôi rồi nha. Các bạn phải giữ lại, lấy đất sét chúng ta níu lại để cho nó chặt. Đó. Chúng ta sẽ chỉnh và nắn đều lên. Cái này cũng đã ăn được rồi này, không cần phải trang trí nhiều đâu. Ăn được luôn rồi các bạn ha. Đó. Xong xuôi rồi, chúng ta sẽ làm, đây là hình con gấu này, con gấu này là gấu Bắc Cực á. Chúng ta sẽ cần có hai cái tai màu trắng này các bạn. Nhớ là phải bảo quản đất sét bằng cái màng bọc thức ăn như vậy này, hoặc là cái bịch ni lông nhé các bạn. Đất sét này là đất sét tự khô của Hàn Quốc, được sản xuất 30 năm rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ xoay tròn hai cái tai này các bạn này. Hai cái tai xong chúng ta sẽ bẹt ra. Chúng ta sẽ dán lên. Cái mặt nào đẹp chúng ta sẽ làm mặt tiền nhé. Còn nào xấu mình giấu ở phía dưới. Rồi ok, đó. Hai cái tai này mình chỉ cần dán thôi. Cái đất sét này hay là không cần dùng keo. Xong xuôi rồi chúng ta sẽ cần cái mũi nha. Cái mũi hình tròn. Tròn, xoay tròn cho bàn tay chúng ta xoay tròn. Và xong xuôi chúng ta sẽ bẹt ra. Bẹt ra xong là chúng ta sẽ dán lại ở phía dưới này. Đó. Các bạn nhìn nha, mình sẽ có ba cái viên màu đen, hai mắt và mũi. Thì chúng ta có thể bằng nhau hoặc là cái mũi to hơn cũng được nha. Chúng ta sẽ có ba cái viên màu đen này. Một cái cho mũi này. Ok. Hai cái mắt kia thì chúng ta phải đều nhau. Đó. Hoặc là chúng ta sẽ cho cái mũi to và hai cái mắt nhỏ nha các bạn. Phải đều nhau, hai cái mắt bề đều nhau. Các bạn thấy đều nhau rồi. Chúng ta sẽ để mặt phẳng này, chúng ta sẽ nhìn thấy. Và chúng ta sẽ dán cái mắt này lên đây. Ok. Đó. Chúng ta dán xong chúng ta sẽ ấn xuống. Còn cái mũi nha các bạn. Riêng cái mũi chúng ta sẽ ấn một, lấy cái đầu bi này chúng ta sẽ ấn tròn một cái. Ấn đầy cái. Rồi chúng ta sẽ dán đúng vào cái chỗ mình ấn đấy là cái mũi. Xong xuôi rồi cái miệng của con gấu chúng ta sẽ cần cái bút này chúng ta ấn một hình tròn. Xong, đó. Và chúng ta sẽ làm cái khăn choàng cho gấu Bắc Cực nha. Thực ra là làm mùa đông nó mới đúng không? Nhưng mà mùa hè mình cần có kem để ăn cho mát mẻ đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ trang trí thêm là cái khăn này này cho gấu Bắc Cực cho nó đáng yêu thêm thôi mà. Và chúng ta cần có hai màu, và màu gì cũng được nha các bạn. Chúng ta sẽ làm hai màu xong chúng ta lăn dài để ra. Xong rồi cái màu khác chúng ta cũng lăn dài ra. Xong bây giờ hai cái này chúng ta chập lại với nhau như vậy. Nhớ này, chúng ta sẽ xoắn lại với nhau. Ok, chúng ta xoắn lại với nhau. Bây giờ chúng ta để bớt cái đất sét này ra cho dễ nhìn nhé. Rồi, ok, chúng ta sẽ xoắn lại. Và chúng ta lăn. Vừa xoắn vừa lăn đi các bạn. Xoắn, càng xoắn nhiều thì càng đẹp này các bạn. Ok, đó. Rồi chúng ta lăn dài ra. Rồi xong chúng ta sẽ gấp đôi này lại như vậy. Nhớ này, nhìn này, đó. Thì cái này thừa ra chúng ta xoắn lại với nhau như vậy. Chúng ta đã hoàn tất xong một que kem. Và chúng ta hiện tại đang trên tay tôi đã có hai que kem lận. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video
mùa hè, kem cho mùa hè. Và cảm ơn các bạn nhé. Các bạn hãy muốn tìm hiểu về môn nặn đất sét cũng như là các video để về dạy cho con, hoặc là chính các cô giáo là người để học và dạy lại con mình, thì hãy subscribe kênh của Nữ Hoàng Đất Sét, hãy đăng ký kênh của Nữ Hoàng Đất Sét ngay và luôn để là người đầu tiên được đón nhận những video mới nhất của Nữ Hoàng Đất Sét. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo nha.